Ma thiên đại lục yêu ma hoạch. Welcome to Hell VKT. Chào bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh Hell VKT. Thì hôm nay chúng ta sẽ đến với một con game biết một con game viết mới. Thể loại cũng cày cuốc cái kiểu con đà điểu. Ủa bấm ở đâu cho nó hot cái này kìa. Ủa alo, trời thiệt luôn á, rất wow. Ok nào, đừng mày đừng có dụ tao nữa. Ủa sao thoát à? Ok kích hoạt hệ tháng điểm danh. Ủa điểm danh à, điểm danh đây hả? Rồi ôi ok nha à, là do trình duyệt của heo nó hơi bị lắc anh em à. Ok rồi đó, rồi ok, vừa vô là chạy nhiệm vụ tân hữu, nhưng mà vừa vô là được quý tập 10 rồi. Hồi nãy nó mới thấy nó cho chúng ta được quý tập 10 nè anh em. Đây quý tập là cái này nè, đó quý tập 10 ha, lên hẳn luôn quý tập 10. Ủa nhưng mà cái này quý tập nó không có cho gì nhiều ha, còn kim nguyên bảo không nè, rồi dưới đan nè ha. Đó quý tập 10 VIP thì chắc là làm nhiệm vụ full VIP rồi. Quý tập 8, quý tập 9. Ok ha, à nó có cho được SSR kìa. Đây quý tập 10. Ok rồi, vô cũng được 20 mấy ngàn lượt chiến à. Nhà muốn hơn nữa là chắc phải đến với thông tin server để xin code các kiểu ha. Ok, ơi đến với thông tin server cá nhân nè em. Đây đại tiên ký H5 cái ai mở. Ủa không to chưa à, một lần nữa. Đây cái ai mở server 3 vào 11 giờ ngày 24 tháng 4 à, tháng 4 á. Feed code G123, code nhận tại phúc lợi trong game, chơi ngay tại đại tiên ký chấm phân, link nạp game nhóm, rồi móc nạp tháng, móc nạp ngày nè ha, đăng nhập tặng VIP 10, à, quý tập 10, 1 triệu kim nguyên bảo tặng thời trang 3SR, quà VIP tặng thời trang 3SR, gì? SSRR hả? Quà VIP cánh SSR, quà VIP event like share chia sẻ, phần quà là 99.999 kim nguyên bảo cộng thời trang ha. Rồi ok, nhập đó thôi, thấy có phúc lợi rồi đó. Còn chuyện nhận được hay không thì chưa biết. Đây biết đó, à nhập code thành công anh em à. Ok la luôn rồi, ok la quá trời la luôn. Ok à, quà đâu à, đây wow, à bồng sáng ở dưới hả. Ok với lại một cái cánh các bạn à, hay thời trang áo nhìn nó cũng này nọ lắm. Rồi ở đây ôi được một con, wow kim vực sư vương hả, ngon nào, đi nhận liền em ơi. Oh wow ngon nha à, được cái này thì thơm, được 2, 4, 6, 3.5 triệu lực chiến này về đây. Wow, vé 1.000 hả? Ok, nhưng mà cái này xài sao ta? Ui, 8 triệu. À không, đây 1 triệu nè. Ủa, nhưng mà cái đó xài sao vậy? Chưa đủ cấp. Cái này. Ủa, cái này cũng chưa đủ level luôn. Ủa, level bao nhiêu? Đẳng cấp 210 hả? Chù, 210 thì hơi bị lâu á. Ok, vậy là phải chạy nhiệm vụ cho nó lên hải cao hơn rồi các bạn. Wow, được 2, 4, 6, 3.8 triệu lực chiến hả? Ok,
Ôi mà cái này nó không có phải như mấy cái kia chạy nhiệm vụ mà để chạy ải mà để lên VIP các bạn. Cái này là phải làm nhiệm vụ mới lên VIP được anh em. Cái này đánh ải thì nó cũng không lên VIP nữa. Chỉ được cái quý tộc 10 đầu nè. Rồi lên đủ level thì nhận thêm được, cắn thêm được bé tại bé nạp đó. Mà không biết là cắn được hay không nữa đây. Ok, nhận phổ hồng thôi bé ơi. Trời ơi, đối với là bây giờ mà mình cởi con này thì đánh boss đồ ta nói là siêu nhẹ luôn các bạn à. Liệt vô wow cái là xong rồi. Ok, đi đánh boss thế giới. Đó không? Vô rồi, nhiều khi không để ý là không thấy được cái con boss luôn á. Vô cái mồm mất tiêu à. Trời ơi. Ủa có tiền cưới kìa của ông nào vậy? Của hai người này á hả? Ủa làm sao nhận được? Rồi chịu luôn hả? Đó đó, đây cường quá lên nè. Đó, hết chưa? Rồi ở đây qua ải 7 cái là lên. Nhưng mà nó còn phải nhiều yếu tố lắm các bạn. Đó. Rồi lụm luôn. Nhân vật đạt level 70 vượt ải 12 là bắt đầu mở thêm được cái VIP 2. VIP nó khó khăn vậy đó, VIP khổ. Đánh boss tiếp. Ok, mấy con này đánh nhanh lắm. Vô cái đó, hồi ôi đẹp ghê không. Ok, vậy phí bên này không mở, nó chỉ cho mở bên kia các bạn. Đó ai 8 nè hả, ai 9 nè, ai 9 xong rồi ra là nâng cái vòng tròn gì phải không, rồi xong rồi đi phó bạn bạc đồng gì nè, rồi phó bạn đồng rồi ở đây chúng ta tới 10 triệu là đây. Rồi giờ thì auto lên thôi các bạn. Vũ làm gì trong khi nó đánh có mười mấy giây nữa à. Cổ vũ chi cho tốn kim nguyên bảo vậy không biết. À, ở đây được kim nguyên bảo nữa nè. À, nhưng mà mua cái này thì nó lại tốn ngọc các bạn. Ngọc xanh thì chúng ta có thể đi mua nhiều thứ. Rồi đây. Rồi 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 nó ok. Tầm bảo thì mình không cần lắm. Để auto nè, đi đây qua mở server, ok. Ồ, á bây giờ thì chắc nó mở liên tục này, qua mở à, cái này hình như là tốn xu à, qua nạp toàn dân nè các bạn. Đó, thần binh nè. Đây, đây được thêm cái cánh nữa nè. Đó game chơi khá là dễ đúng không. Trời ơi. Đây cái nữa nè. Rồi hết rồi hả? Rồi 71 rồi nè anh em. 71 mà bây giờ cũng lên thêm VIP. Thì tổng level đây. Trời ơi cái này dễ. Nó lên được VIP 2. VIP 3 là 85 vượt tháp tầng 6. Nghe cái đó cũng dễ luôn. Tính ra là max VIP là VIP bao nhiêu ta? Để auto cho nó lên cao cao tí hả. Đây có quà ngày nữa nè anh em. À quà ủa? Quà nạp đầu đúng không. Còn cái viên kia heo không biết làm sao mở ra luôn các bạn. Đây nè. Kêu level 10. Nhưng người chơi không đủ bậc là sao. Người chơi không đủ bậc, không cách nào sử dụng. Đó, còn cái đó thì sử dụng được. Còn cái này thì hay là phải đánh ải ta, hay là cái đó không phải là cái cấp các bạn, cái đó là sử dụng không phải là đẳng cấp, mà là cái đó là phải đánh được cái ải 50 hoặc là ải 200 mấy nó mới cho dùng.
Heo thì cũng đang suy nghĩ về hướng đó hả? Không biết là nó chọn cách nào nữa. Như đây là cái dòng game mới nha các bạn. Anh em nào có chơi thì có thể tải về ha. Game chơi được trên Android, iOS và PC hả? Đó, kho báo. Đây, nhiệm vụ 7 ngày, mua gì ta lấy học men này được tùy. Đó, vẫn chạy ải ha. Nhưng mà cái này thì chúng ta phải chạy nhiệm vụ mới lên được VIP các bạn. Mà quà VIP cao hơn là nó cho cái gì à? Đây nè, thấy quà VIP 9, VIP 10, ôi thần binh đâu nè, cánh đâu nè, rất nhiều hả? 15 nè, 14 nè, 13 nè, 12 nè, 11 nè, 10 nè, 9 nè. Wow, cái 9 nó có được cái khung tên luôn hả? Ngon vậy. 18 nè, wow, khung avatar luôn. 7 avatar, 6, 5, 4, 3 rồi cái kiểu hả? Rồi, ok. Rồi, anh em nào có chơi thì tải về hả? Link heo sẽ để dưới phần mô tả nha các bạn. Thì đầu vô anh em chịu khó chạy cái nhiệm vụ tí và lên fanpage của game nhận code nữa. Và làm event like share nhận thêm thời trang với là kim nguyên bảo rồi nha các bạn. Ok, thôi bye bye, chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nha. Ok, bye bye. Đó, code.